Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. FBI đã gọi vụ nổ súng tại cuộc vận động của cựu tổng thống Donald Trump ở thành phố Butler, bang Pennsylvania là một âm mưu ám sát. Sau khi cựu tổng thống Mỹ Donald Trump bị một viên đạn bắn sượt qua tay phải, ông Trump đã lập tức cúi người xuống sàn, núp phía dưới bục phát biểu Hình ảnh từ video cũng cho thấy ông Trump lo sợ nhưng ít biểu hiện hoảng loạn. Chuỗi hành động của ông Trump khá khớp với các nguyên tắc Run, Hide, Fight mà Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI dùng để đào tạo về việc ứng phó trong tình huống khẩn cấp dạng này. Kết thúc đoạn băng ghi hình là hình ảnh ông Trump quay lại người dân và ống kính, dơ cao nắm đấm vào miệng thét lớn Fight, tức chiến đấu. Chữ chiến đấu ấy vô tình là phương án cuối cùng trong nguyên tắc Run, Hide, Fight của FBI đồng thời cũng chứa tính biểu tượng vô cùng đặc biệt trong mắt cử tri. Đám đông đang hoảng loạn trong tiếng súng cũng đã hưởng ứng nhiệt tình trước chữ chiến đấu của ông. Theo đánh giá, vụ nổ súng ở Pennsylvania nêu trên nhiều khả năng sẽ càng có lợi cho ông Trump, tạo cho cử tri ủng hộ ông một hình ảnh Donald Trump không đầu hàng. Vụ nổ súng này có thể là tình tiết diễn tả hoàn hảo thái độ không đầu hàng ấy. Ngoài ra, vài tiếng sau vụ âm mưu ám sát ông Donald Trump, báo giới đã mổ xẻ băng ghi hình và nghe thấy tiếng ông Trump nói liên tục với các thành viên mật vụ Mỹ rằng, "Để tôi lấy lại đôi giày đã." Chi tiết này phản ánh sự điềm tĩnh kỳ lạ của chính trị gia 78 tuổi. Việc ông Trump tìm đôi giày trong tình huống vừa qua là chi tiết không khớp với khuyến nghị bỏ lại đồ đạc khi có súng nổ của FBI. Tuy nhiên, hành động này lại có lợi cho hình ảnh điềm tĩnh, đôi khi được diễn giải thành gan dạ hoặc bản lĩnh của chính trị gia đang tranh cử tổng thống này. FBI có chương trình đào tạo cho dân thường mang tên chuẩn bị và phòng ngừa tấn công bằng súng đang diễn ra. ASAPP nhằm giúp công dân Mỹ chuẩn bị tốt hơn trong các vụ nổ súng trên đất Mỹ và nước ngoài. Chương trình dài 2 tiếng này đúc kết bài học từ nhiều năm nghiên cứu, triển khai diễn tập dựa trên tình huống để thực hành quy trình ra quyết định khi có súng nổ. Đây là chuỗi ra quyết định dựa trên nguyên tắc run, hide, fight, tức chạy, trốn và chiến đấu để sinh tồn. Trong đó, chạy trốn là việc làm ưu tiên và chiến đấu là phương án cuối cùng nếu buộc phải như vậy. Đầu tiên, FBI khuyên người dân phải tìm cách chạy Sơ tán sớm nhất có thể. Nếu không thoát được, phải bình tĩnh giữ im lặng và ẩn nấp. Ông Kevin Rozejek, đặc vụ phụ trách văn phòng FBI tại Pittsburgh cho biết, nhà chức trách đang làm việc khẩn trương để cố gắng xác định kẻ đã làm điều này và bất kỳ động cơ nào phía sau việc đó. Đồng thời kêu gọi công chúng cung cấp bất kỳ thông tin hữu ích nào. Ông Kevin nói thêm, FBI đã triển khai các nhân viên điều tra, các nhóm phản ứng bằng chứng và các nhân viên khác từ khắp nước Mỹ. Trong thông cáo gần đây, FBI đã xác định Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi, ở quận Bethel Park, bang Pennsylvania là đối tượng liên quan tới âm mưu án sát cựu tổng thống Donald Trump vừa qua. Trước đó, đặc vụ FBI phụ trách Pittsburgh, bang Pennsylvania cho biết sẽ công bố danh tính nghi phạm cho truyền thông khi biết chắc chắn 100%. Nhiều bức ảnh được cho là nghi phạm trước và sau khi bị bắn tràn ngập mạng xã hội X. Một video ngắn ghi lại những phát ngôn đầy thù hẳn của tên này cũng được chia sẻ. Tuy nhiên, nhiều người đã chỉ ra đây là video giả được làm bằng AI. Cũng theo hãng tin AP, người được FBI xác định là nghi phạm mà ông Trump là cử tri đã đăng ký của Đảng Cộng Hòa tại bang Pennsylvania. Sau vụ nổ súng ở Pennsylvania khiến ứng cử viên Đảng Cộng Hòa ông Donald Trump bị thương, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh ở Mỹ không có chỗ cho bạo lực chính trị. Trong một tuyên bố đưa trên tài khoản mạng xã hội X vào sáng 14 tháng 7, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Ông đã được thông báo tóm tắt về vụ nổ súng tại cuộc vận động tranh cử của ứng cử viên Đảng Cộng hòa ông Donald Trump ở Pennsylvania. Ông Biden viết: "Tôi rất biết ơn khi biết rằng ông ấy vẫn an toàn và khỏe mạnh trong khi chúng tôi đang chờ đợi thêm thông tin. Tôi đang cầu nguyện cho ông ấy và gia đình ông ấy, cũng như cho tất cả những người có mặt tại cuộc vận động tranh cử." Tổng thống Mỹ viết thêm rằng: "Jill, tức phu nhân Tổng thống Mỹ, và tôi rất biết ơn lực lượng mật vụ vì đã đưa ông ấy đến nơi an toàn." không có chỗ cho loại bạo lực này ở Mỹ, cả nước chúng ta cần đoàn kết để lên án nó. Một quan chức trong nhóm vận động tranh cử của Tổng thống Joe Biden cho biết sẽ tạm dừng các hoạt động truyền thông tranh cử của Tổng thống, cũng như dừng phát sóng các đoạn quảng cáo trên truyền hình sớm nhất có thể. Người phát ngôn lực lượng mật vụ Mỹ xác nhận ông Trump bị thương nhưng không nguy hiểm tới tính mạng và hiện đã an toàn. Nhiều chính trị gia từ cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ ngay sau vụ việc đã bày tỏ sự phẫn nộ và cầu nguyện cho cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, thượng nghị sĩ bang Florida, ông Marco Rubio kêu gọi cầu nguyện cho ông Trump và tất cả những người tham dự sự kiện ở Pennsylvania. Thống đốc bang Bắc Dakota, ông Doug Burgum kêu gọi cầu nguyện cho những người tham dự sự kiện, nói rằng chúng ta đều biết ông Trump mạnh mẽ hơn kẻ thù của ông ấy. Ông đã thể hiện điều đó Ông Tim Scott, thượng nghị sĩ bang Nam Carolina, viết trên mạng xã hội X rằng cầu nguyện cho cựu Tổng thống Trump và mọi người tại cuộc biểu tình ở Pennsylvania cầu xin Chúa che chở cho tất cả mọi người. Cùng ngày, thượng nghị sĩ Bill Hagerty đăng lên mạng xã hội X bức ảnh ông Trump dơ nắm đấm lên không trung và máu ở tay phải cùng dòng trạng thái Hãy cầu nguyện cho Tổng thống của chúng ta, ông ấy là người mạnh mẽ nhất mà tôi biết. Chủ tịch hội nghị Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện Elise Stefanik cũng đăng tải dòng trạng thái xin hãy cầu nguyện cho ông Trump, gia đình ông và tất cả những người yêu nước tại sự kiện ở Pennsylvania. Trong một tuyên bố riêng, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sĩ Chuck Schumer cho biết đã choáng váng khi biết tin về vụ việc, đồng thời nhấn mạnh bạo lực chính trị không được phép tồn tại ở Mỹ. Lãnh đạo phe dân chủ tại Hạ viện, Hakim Jeffries cũng lên án vụ xả súng và tuyên bố bạo lực chính trị sẽ không bao giờ được chấp nhận. liên quan tới sự việc cựu Tổng thống Donald Trump bị bắn trong buổi vận động tranh cử. Một nhân chứng có tên Greg, sống ở hạt Butler, bang Pennsylvania, chia sẻ với BBC rằng ông và bạn bè đã nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ rằn di màu nâu leo lên nắp một tòa nhà cùng với một khẩu súng trường. Người này cho biết, tôi thấy một người đàn ông bò lom khom trên mái tòa nhà, cách chỗ tôi khoảng 15 mét. Anh ta mang theo một khẩu súng trường. Tôi có thể nhìn thấy rất rõ khẩu súng. Ông Greg và những người đi cùng đã chỉ vào người đàn ông trên mái nhà và cố gắng cảnh báo an ninh. Tôi tự hỏi sao ông Trump vẫn còn phát biểu. Tại sao họ không kéo ông ấy khỏi sân khấu? Điều tiếp theo xảy ra là 5 tiếng súng vang lên. Ông cho hay cảnh tượng lúc đó rất hỗn loạn, cảnh sát chạy khắp nơi truy tìm nghi phạm và không biết chuyện gì đang xảy ra. Ông hô to, này các anh, có một gã mang súng trường trên mái nhà đằng kia. Ông cho biết sau đó thấy các nhân viên mật vụ bắn hạ nghi phạm. Theo đài CNN, ông Joseph Mine, một trong những người tham dự buổi vận động tranh cử nói trên đã mô tả rằng Hiện trường vụ nổ súng khi đó rất hỗn loạn. Theo ông Mai, ban đầu mọi người rất hoang mang, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ông này cho biết, ban đầu có vẻ như pháo nổ, một nửa đám đông đứng ở đằng xa còn nghĩ rằng đó là một trò đùa quái đản, nửa còn lại thì nhận thức được tình hình và cố ra hiệu cho mọi người biết rằng vấn đề này rất nghiêm trọng. Mọi người khi đó rất nhanh đã nắm được rằng đó là một tình huống nguy hiểm. Ông Mai nói rất khó xác định tiếng súng đến từ hướng nào, lực lượng cảnh sát cũng phản ứng rất nhanh ngay lập tức giải tán đám đông khỏi khán đài sau khi có tiếng súng ông mai nói đó là điều mà không ai muốn thấy thật sự rất sốc theo ông mọi người chỉ nghĩ tình hình nghiêm trọng khi nhân viên một vụ nhảy qua hàng rào để tập trung bảo vệ cựu tổng thống và khống chế nghi phạm